Bị bạn ướp bánh kem, cô gái bất lực khóc nức nở. Mới đây, một video trong ngày sinh nhật được đăng tải lên mạng xã hội thu hút tới 2,8 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Trong video, cô gái ăn mặc xinh đẹp để đón tuổi mới. Bữa tiệc cũng được đầu tư công phu khi tổ chức tại nơi sang trọng, có nhạc, hát karaoke. Thế nhưng điều khiến cư dân mạng chú ý đó chính là dáng ngồi bất lực của cô dưới sàn nhà. Trước đó, dường như cô đã bị bạn ướp bánh sinh nhật vào người, nên từ đầu tóc, mặt đến quần áo tay chân đều dính đầy bánh kem. Không còn cách nào khác, cô nàng ngồi gục mặt xuống sàn nhà. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, một người bạn tiếp tục lấy chiếc bánh khác ướp thẳng vào cô với tốc độ khá nhanh. Lúc này dường như đã vượt quá sự chịu đựng, cô gái bật khóc nức nở. Đoạn video tuy ngắn nhưng ngay lập tức đã trở thành đề tài khiến cư dân mạng tranh cãi. Mọi người nhận định cách ướp bánh này chỉ hợp với những người nghịch ngợm thân thiết và có chừng mực. Hơn nữa, ướp bánh kem sinh nhật rất nguy hiểm nếu chẳng may phía trong có thêm que chống đỡ. Một số người khác đưa ra lời khuyên, sinh nhật chỉ nên làm bữa tiệc nhẹ nhàng để chung vui cùng gia đình, bạn bè, người trưởng thành chẳng ai hành động như vậy. Việc trét bánh kem vào mặt người khác chỉ thực sự vui khi nó dừng ở mức độ vừa phải và được chủ nhân bữa tiệc hưởng ứng. Chính vì vậy, vui thôi đừng vui quá, hãy biết tiết chế để bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa là chào đón tuổi mới trong niềm hạnh phúc phấn khởi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.